mình sẽ tiếp tục bài học về nước cốt sữa. Và mình đã dạy các bạn cách tô nước cốt sữa, thì hôm nay chúng ta sẽ học cách viết nước cốt sữa. Và ok, giờ chúng mình sẽ biết nhé. Và đầu tiên để viết được nước cốt sữa thì chúng ta sẽ bắt đầu đánh nước từ bên trái ở ô ly thứ 2, sau đó mình sẽ kéo lên ô ly thứ 5, vòng xuống đến ô ly thứ 2 sẽ tạo thành một nút thắt, sau đó kéo lên và dừng lại ô ly thứ 2. Ta sẽ cùng luyện tiếp tiếp nhé. Bắt đầu từ ô ly thứ 2, kéo lên ô ly thứ 5, tạo thành nút thắt ở giữa và dừng lại ở ô ly thứ 2. Mình đã viết xong dòng nét cắt sữa đầu tiên. Và ok, giờ mình sẽ luyện tập đến dòng thứ 2. Chúng ta sẽ đặt bút ở ô ly thứ 2, vòng lên ô ly thứ 5, xoắn ở giữa thì tạo thành nút thắt và kết thúc ở ô ly thứ 2. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập thêm một dòng nữa nhé. Và ok, mình đã hướng dẫn xong các bạn cách viết nét thắt sữa. Và video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.